Đi này có đau không? Đi này nó có đau không? Không đau đâu gì. Nhưng mà cái vết kia nó có đau không? Cái vết thương kia nó có đau không? Và cái chỗ đấy nó có đau không? Bình thường rồi. Và cô bác anh chị thân mến, buổi sáng ngày hôm nay lại tiếp tục một hành trình nữa các bạn. Và hôm nay thì công việc của nhà chị Say và chú Trơ đã xong xuôi hoàn toàn rồi. Và hôm nay thì anh em mới sắp xếp được đưa bố của chị Say đi khám. Và hiện tại thì ông đã ra đây rồi. Đây nữa. Đấy. Cũng không phải buổi sáng nữa các bạn. Bây giờ hiện tại đã là 10 giờ trưa rồi. Và do là cái cung đường ở trong khu vực nhà chị Say hiện tại thì đang làm, mà buổi sáng nay thì lại có mưa nữa nên là ô tô không vào được. Anh Say phải chở ông di chuyển ra đây bằng xe máy. Thì là mọi người đã lên xe hết rồi. Anh ơi, giấy tờ của ông đâu? Cho em xem một tí nào. Trước khi xuất phát thì phải, vâng anh, phải kiểm xem là mọi người có mang đầy đủ giấy tờ hay không. Đây của ông đây đúng không ạ? Thẻ mới thế. Rồi ok, có đầy đủ căn cước và thẻ bảo hiểm rồi thì xuống kia thì khi mà nằm viện thì sẽ được hỗ trợ về cái tiền ăn các bạn và tiền viện phí. Còn hôm trước thì anh em đã liên hệ trước với lại các bác sĩ ở dưới bệnh viện tỉnh rồi thì các bác bảo là tốt nhất là cứ đưa về dưới để khám. Thứ nhất là nếu mà xử lý được thì sẽ bảo tồn lại cái chân cho ông. Còn nếu mà phải phẫu thuật thì xuống đấy khám thì mới biết được. Bây giờ thì anh em chuẩn bị xuất phát thôi. Xin mời cô bác anh chị cùng theo dõi hành trình. Và đây cũng là cái người bệnh thứ tư mà được Hoa Đá Cao Nguyên hỗ trợ. Đầu tiên là con trai, con rể của ông ấy, và trường hợp thứ hai là anh Phó, trường hợp thứ ba là cháu Trơ, và đến bây giờ là đến lượt ông bố của chị Say. Thì anh Tủa thì không may mắn các bạn, vì là cái căn bệnh của anh quá nặng. Thế còn anh Phó thì đến bây giờ là quá ok rồi, sức khỏe phục hồi bình thường, đi lao động được rồi đấy. Và tại sao mà anh em không cập nhật tình hình của anh Phó là vì cái quãng đường từ đây đến Đồng Văn nó khá là xa, nên là thi thoảng là anh có đi qua đây thì mới có thể là ghi lại một cái video ngắn ngắn để cập nhật cái tình hình, những cái hoàn cảnh trường hợp mà được anh em giúp. Còn cháu Trơ bây giờ thì cũng đã ổn hơn rồi các bạn. Hôm vừa rồi vào trong trường hợp hai cháu mồ côi thì cũng có ghé qua nhà chơi thì thấy bây giờ là đỡ hơn. Nghe nói gia đình kể lại là bây giờ vẫn ngã nhưng mà ngã ít hơn rồi. Cũng cầu mong cho là gặp hợp cái thuốc mà được bà ở dưới Hòa Bình giới thiệu, chỉ mong sao nó khỏi thì em Công em Đức sẽ bật mí, sẽ gọi là chia sẻ cái bài thuốc đấy cho mọi người cùng biết, để những cái hoàn cảnh, những trường hợp mà bị bệnh như cháu Trơ ấy, không phải bị bệnh tật nó dày vò nữa, là cho cuộc sống nó đỡ khổ. Thế còn hôm nay trường hợp của ông thì nó là một cái trường hợp của ông bố chị Say thì cái bản thân cái bàn chân của ông là bị ngày xưa là bị bỏng, bị chân không biết là ngã như thế nào vào bếp là bị bỏng, dẫn đến là bây giờ là cái bàn chân nó bị biến dạng. Hai nữa là ở dưới lòng bàn chân là nó có những cái cục thịt nó mọc ra và nó gây đau, chảy máu, chảy mủ, nhưng mà nó không đến mức độ mà quá phải là như bệnh cấp cứu. Mặc dù là anh em để cũng hơi lâu nên là mọi người, nhiều các bác khán giả thì cũng có comment hoặc là cũng gọi điện đến một số các kênh là hiểu nhầm đó là trường hợp mà hoàn cảnh của các kênh khác dục để đưa đi bệnh viện đấy. Nhưng mà anh em thì ở đây thực tế các bạn, nên là cái gì cần giải quyết gấp, giải quyết ngay thì anh em sẽ xử lý luôn, còn cái gì mà có thể mà thư thả được thì sẽ vẫn để ưu tiên các việc khác trước. Bởi vì thời điểm mà nhận được cái khoản hỗ trợ thì bác Hoàng thì cũng đã nói rõ là bây giờ những cái cấp thiết, ví dụ như bể nước hoặc là nhà chị Say thì thôi cứ cố gắng triển khai cho nó xong đi. Đấy, vì là bệnh của ông không phải là bệnh cấp cứu mà chỉ là xử lý làm sao cho ông đi lại cho nó đỡ vất vả, đỡ khổ thôi. Đấy, thì hôm nay anh em mới có gọi là chắc chắn là phải mất khoảng tầm cỡ khoảng 2 ngày các bạn.
đi xuống đấy buổi chiều nay bắt đầu khám cho gia đình nhập viện thì tối là không về kịp rồi. Ngày mai nếu mà nó tình hình như thế nào ấy, thì sẽ có phương án, một là sẽ cho ông có thể nhập viện làm việc, nếu mà điều trị được, xử lý được thì sẽ cho làm viện, còn nếu mà phải phẫu thuật thì lúc đó thì sẽ căn cứ vào tình hình thực tế các bạn. Đấy, thì cố gắng sẽ xử lý trong phạm vi 1 đến 2 ngày. Đấy, thì anh em sẽ lại về tiếp tục với công việc. Đấy, vì là cũng có quá nhiều công việc các bạn. Bây giờ thì xin mời cô anh chị cùng với Hoa Đá Cao Nguyên đi cái hành trình tiếp theo ạ. Không ngủ anh? Ông không ngủ à? Chuẩn bị đến viện đây rồi nhá. Được cái hai người không say xe. Chuẩn bị đến bệnh viện rồi các bạn. Anh em đi xuống đây khá là nhiều lần rồi. Lần này là một bệnh nhân khá là già lớn tuổi. Bây giờ sẽ cho ông vào để đăng ký khám trước, xem cái hiện trạng của chân. Lúc đầu thì theo phương án anh em chỉ nghĩ là sẽ phải cưa bỏ cái chân đi thôi, nhưng mà khi được một anh ở dưới này anh tư vấn thì anh bảo phải khám trước đã, nếu mà bảo tồn được, giữ được thì xử lý được cái vết thương kia mà nó không bị mọc ra những cái đùn ra những cái lớp thịt kia nữa thì là xử lý theo phương án đấy. Vì nếu mà phẫu thuật cưa bỏ chân thì sợ là cái khoản kinh phí nó sẽ không đủ. Đấy, bây giờ bắt đầu đến cổng viện rồi các bạn. Chỉ sợ là đến cái phương án mà phải cưa bỏ cái chân thì cái kinh phí hỗ trợ cho ông này sợ là sẽ không đủ. Vì là cái khoản tiền của bác Nguyễn Việt Hoàng hỗ trợ là số tiền là 500 đô, khoảng tầm 11 triệu 500 nghìn các bạn. Sợ là khi mà cưa bỏ chân đi thì chắc chắn là phải gọi là phải đặt cho một cái bàn chân giả thì nó sẽ đi lại nó sẽ thuận tiện hơn. Hiện tại bây giờ là ông chỉ đi bằng cái đầu bàn chân thôi, những cái ngón chân ở bàn chân bên phải đấy là đã bị biến dạng hết rồi, dí các cái đầu ngón chân ấy, buộc cái vải vào và đi bằng kiểu đấy thôi. Đây, đã đến nơi rồi. Ok. Ui, nóng quá nhỉ. Trang. Em ơi, cho anh túi khẩu trang. Đây, vào đăng ký khám. Đi anh. Lấy cho em cái căn cước với lại cái ấy của
Lúc nãy rửa chân chưa? Rửa rồi đúng không? Không tắm. Anh đỡ không? Đỡ không? Hay đi thang máy? Đi về đây. Đi về đây. Chào bác sĩ. Đây, ông ngồi đây. À, chịu khó một chút. Ở đây là người ta sẽ làm việc theo quy trình. Đấy. Đi này có đau không? Đi này nó có đau không? Không đau đâu gì. Nhưng mà cái vết kia nó có đau không? Cái vết thương kia nó có đau không? Vâng, cái chỗ đấy nó có đau không? Bình thường. Vâng. Đi cứ đi xuống tầng. Đấy các bạn. Nhìn ông đi lại cái bàn chân những cái ngón bàn chân là biến dạng hết rồi. Và bây giờ là vào cái khoa chấn thương. Mà chấn thương chỉnh hình. Đây. Hành chính. Vừa rồi thì anh em đã đi đăng ký khám rồi các bạn, và khám ở khoa khoa ngoại chấn thương. Đấy, nhưng mà được các bác sĩ ở trên này tư vấn là cái bàn chân của ông là vẫn có thể bảo tồn được. Đấy, không phải cắt chân. Đấy, và các bác sĩ thì cũng không muốn bỏ đi cái bàn chân của ông, vì là ở cái phần đằng trước ấy, phần mũi bàn chân là ông chỉ là bị biến dạng thôi, chứ cái phần những cái ngón chân đấy là nó không bị hoại tử. Tuy nhiên là cái vết thương ở dưới gan bàn chân, da bàn chân ấy, là các bác sĩ có nói là ở đây thì có thể cắt bỏ nó được, tuy nhiên lại không chưa đủ kỹ thuật để khâu nó lại. Đấy, và các anh tư vấn là đi về dưới bệnh viện chấn thương chỉnh hình trung ương. Đấy, nhưng mà bây giờ cái kinh phí nó rất hạn hẹp. Đấy, nguyên cái chuyến hôm nay đi tiền xe để nếu mà cả đi cả về nó đã mất khoảng hơn 2 triệu rồi, chưa kể tiền ăn uống, chi phí đi đường. Đấy, là cái việc cắt bỏ những cái mà cái thịt bây giờ ở cái gan bàn chân đấy các bạn, là cắt đi, nhưng mà ở đây là chưa có cái công nghệ, chưa đủ kỹ thuật để mà cấy ghép lại cái da đấy được. Tức là bây giờ là phải là cắt bỏ đi, sau đó lại khâu lại. Mà khâu lại thì ở gan bàn chân đấy nó không có da. Đấy, thì chỉ bằng cách là lấy da ở đùi hoặc là ở mông của người bệnh, sau đó cấy lại. Nhưng mà ở bệnh viện tuyến tỉnh Hà Giang này là chưa có thể mà làm được cái việc đấy. Và các anh cũng đã tư vấn đó là đưa ông về dưới bệnh viện tuyến trên, tức là về dưới trung ương, thì các anh sẵn sàng là viết giấy giới thiệu, viết giấy chuyển tuyến cho. Nhưng mà bây giờ kinh phí nó rất là hạn hẹp. Đấy, chỉ có khoảng
11 triệu 500 nghìn đồng thôi các bạn. Và tiền xe cộ đi hôm chuyến hôm nay và nếu mà ngày mai đi về nữa thì nó đã đâu đó tầm hơn 2 triệu rồi. Đấy, cũng như lần trước đưa anh Tủa đi thôi, một chuyến xe cứu thương là đã là 4 triệu rưỡi rồi. Đấy, thực ra là nếu mà ở nằm ở đây mà xử lý được ấy, thì mình chỉ tốn cái chi phí là xe pháo đi lại và tiền ăn uống sinh hoạt thôi. Và cái tiền mà để sau này khi mà người bệnh đi về nhà thì có thể là có một chút ít để mà bồi dưỡng, để mà bồi dưỡng thêm vào để cho nó bồi bổ sức khỏe thôi. Thế còn thực ra là nếu mà đi viện ở các những cái hộ nghèo như thế này, những cái người dân tộc thiểu số là người Mông đã có thẻ bảo hiểm thì cái chi phí nằm viện, đấy, chi phí nằm viện là hoàn toàn được là miễn phí, nhà nước hỗ trợ. Đấy, và thậm chí là nếu mà người bệnh nào mà khó khăn quá thì ở như tuyến huyện thì từ nhà ra huyện hoặc là khi khỏi bệnh mà được về nhà thì cũng đã được hỗ trợ xe rồi. Đấy, nhưng mà trường hợp của ông thì nó khá là đặc biệt. Tuy là cái bệnh nó không phải là cấp cứu gì cả nhưng mà nó lại phụ thuộc vào cái khả năng, cái kỹ thuật hiện đại ở trên này nó không đáp ứng được. Đấy, các bác bệnh tư vấn về dưới kia xong là sau đó là về dưới cũng biết là anh em đi làm thiện nguyện, các bác cũng tư vấn là về dưới sau đó kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân ở dưới Hà Nội xem là có hỗ trợ được không. Tuy nhiên là thực ra nó mỗi người nó có một cái duyên các bạn. Từ đầu ông thì đã có duyên với lại bác Nguyễn Việt Hoàng, và khi thấy cái trường hợp thì bác đã hỗ trợ luôn. Nhưng mà bây giờ giả sử như anh em Công em Đức mà có bỏ thời gian đưa ông về dưới kia, nhưng mà tuy nhiên là trong quá trình đưa xuống cũng muốn kêu gọi nhưng mà chưa biết là có được hay không. Cái đó thì nó phụ thuộc vào lòng hảo tâm của mỗi người thôi, và phụ thuộc vào cái duyên của ông. Biết đâu là ông lại không có duyên gặp thêm được các nhà hảo tâm thì nó sẽ rất là khó cho anh em. Bản thân em Công em Đức thì chỉ biết là bỏ thời gian thôi, đi cùng, đi hỗ trợ và làm cầu nối thôi. Chứ còn anh em thì không đủ điều kiện kinh tế để mà hỗ trợ những cái khoản kinh phí đấy được. Đấy là mong cô anh chị rất là, và đặc biệt là các bác rất là hết sức thông cảm. Đấy, trường hợp của ông thì đã để khá là lâu. Đấy, cái chân đấy như lúc nãy nhiều lần nói chuyện rồi, ông đã bị bỏng hàng hơn chục năm rồi, nhưng mà nhà quá nghèo và không có điều kiện để mà đi xử lý. Nếu tự như ngay từ đầu ấy mà bị như thế thì mọi người biết mà mang đi điều trị, đi ra bệnh viện kể cả tuyến huyện thôi, người ta xử lý luôn thì nó cũng không đến mức độ như thế này. Nó không đến mức độ mà để ông phải đi khó khăn, đi lại khó khăn rồi thì cái vết thương nó cứ dày vò làm cho nó đau đớn. Đấy mà nhìn thì thật sự là rất là ghê luôn đấy các bạn. Đấy, nếu mà trên hình ảnh không biết là các bác có nhìn rõ không, nhưng thực ra ở đây là nhìn nó rất là ghê. Những cái thịt nó cứ đùn từ trong cái gan bàn chân ra. Đấy, nó cứ lúc nào nó cũng nó không thể khô được. Đấy, nó không thể lành được. Lúc nào nó cũng chảy mủ, chảy máu. Đấy, mà anh em nhìn thì cũng thấy rất là thương. Nếu mà gặp vào hoàn cảnh trường hợp mà nó là người nhà, là người thân ruột thịt của mình thì thật sự là mới thấy xót. Muốn chi đây là người ngoài nhìn cũng đã thấy rất là xót rồi. Đấy, mong là nếu như các bác, các nhà hảo tâm nào mà có điều kiện mà có thể hỗ trợ được cho ông thêm cái khoản kinh phí để ông đưa ông đi về dưới hẳn với dưới tuyến trên là làm cái điều rất là đáng quý. Mong là nếu mà các bác, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước có xem được video của Há Đá Cao Nguyên thì cũng mong các bác bớt chút ít, xin các bác một chút khoản kinh phí thêm để mà có thể hỗ trợ thêm cho ông. Thế còn thực ra nếu mà chuyến đi ngày hôm nay coi như là công cốc rồi, không giải quyết được một việc gì rồi. Đấy. Và bây giờ nó cũng đã khá là muộn rồi. Đấy, nếu mà đi lên thì ngày nên nói là công cốc thì cũng không phải, mình cũng biết được cái hướng để xử lý. Thôi thì công cốc, vì thực ra nếu mà có kinh phí nó nhiều hơn thì có thể là về đây sau đó là được các anh các chị tư vấn thì mình có thể hỗ trợ cho ông đi về dưới tuyến trên. Nhưng mà bây giờ là đi đây xong lại phải mất công đi về rồi, thật sự là cũng rất là đáng tiếc. Vì em Công em Đức thì thật sự ra bỏ được những cái ngày mà đi cùng với các hoàn cảnh thế này là cũng là cả một cái sự sắp xếp. Đấy, sắp xếp đủ mọi công việc thì mới có thể đi được.
Đấy, cũng như những lần trước thôi. Thật sự là những cái hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt mà gấp gáp thì anh em dù có bận mấy thì cũng phải cố gắng làm sao mà hỗ trợ đi cùng đấy, để mà mọi người cố gắng giải quyết cái việc bệnh tật đi. Ví dụ như trường hợp của anh Tủa là cực kỳ gấp, kể cả ngay trong đêm anh em cũng có thể vào, ngay mà khi mà đêm tối nhận được cái khoản hỗ trợ là anh em cũng đã vào để thông báo để gia đình chuẩn bị rồi. Và khi mà từ dưới này về đến nhà để anh em cũng vào cũng chia sẻ với gia đình luôn. Thật sự là những cái việc này thì bao giờ thế thôi, anh em cũng ưu tiên đặt lên hàng đầu. Đấy. Anh Say nhá, anh Say giải thích với ông nhá, bởi vì bây giờ là cái kinh phí kể là nó không đủ để đi về dưới kia. Đấy, và bây giờ hôm nay chỉ là các bác sĩ khám thì thông báo là ở đây không thể phẫu thuật được, không xử lý được ấy. Còn về vấn đề như lúc đầu nói là tháo bỏ cái bàn chân đấy, nhưng mà các bác sĩ khám là cái bàn chân vẫn sử dụng được, vẫn đi lại được, thì là không tháo, muốn giữ nó lại. Nhưng mà bây giờ cái vết thương ấy là có thể cắt bỏ nó đi, cắt cái những cái mụn cái thịt thừa đấy được, nhưng mà lại không có thể khâu được, vì là ở đấy nó không có da, nó không như kiểu mình đứt ở chỗ này đúng không? Đấy, mình bị cái gì thì mình cắt bỏ nó đi xong là mình lại khâu nó lại. Đấy, thế nhưng mà nó ở dưới cái lòng bàn chân ấy, gan bàn chân ấy, là người ta phải cấy ra. Đấy, chứ nếu mà cắt bỏ đi mà không khâu lại thì nó thành vết thương hở, lúc nào nó cũng loét, lúc nào nó cũng mưng mủ chảy nước ra đấy, cũng không được. Đấy, người ta phải cấy bằng cái kỹ thuật nó gọi là nó hiện đại thì người ta mới lấy ra chỗ này, người ta đắp vào chỗ khác. Đấy, nhưng mà ở đây chưa làm được việc đấy. Mà bây giờ mà nếu mà đi về dưới Hà Nội ấy, thì về những bệnh viện lớn dưới kia thì không đủ tiền. Nha, thôi bây giờ phải thông cảm thôi. Nha, thì có thể là thôi mọi người đi nghỉ ngơi xong là sáng mai về sớm vậy. Em cũng cố gắng sắp xếp bữa đi rồi nhưng bây giờ nó không đường nữa thì về, nếu mà được thêm cái sự trợ duyên nào nữa thì mình sẽ đi vào đợt sau. Thế còn cái tiền mà của ông thì thì nếu như một thời gian nữa đấy, anh em cũng vẫn mang tính chất là thôi kêu gọi các bạn, vẫn mong là các bác, các mạnh thường quân cố gắng ủng hộ thêm, cố gắng hỗ trợ thêm cho ông được thì là một cái điều rất là quý rồi, một cái điều làm phúc cho gia đình. Nhưng mà giả sử nếu mà không nhận được cái sự trợ duyên nào nữa thì cái số tiền còn lại thì sẽ trao lại cho gia đình đấy, hỗ trợ cho ông, có thể là ông mua sắm cái này cái kia, hoặc là ông để mà mua đồ ăn thức uống để ông cho ông đỡ khổ thôi. Bây giờ cái chân đấy là nhìn sợ quá rồi nhưng mà không biết không làm thế nào được, kinh phí nó chỉ có vậy thôi. Càng ngày như kiểu nó càng mọc thịt mới ra ấy, nó cứ mọc ra xong là nó khô ở cái đầu ấy, nó khô, nó đóng vẩy xong nó bong đi xong nó lại mọc lên, nó như kiểu là sừng ấy. Đấy, nhìn rất là sợ luôn. Thực ra là ông bọc cái vải cái vào chống ở cái bàn chân là ông vẫn đi được. Đấy, ví dụ bọc cái vải ra để chống chân cho nó đỡ đau, đỡ đau, nó êm êm cái đầu bàn chân. Chứ cái ngón chân nó lại không còn sao cả. Đấy, những cái phần đầu ngón chân đấy, nguyên ở chỗ lòng bàn chân này thôi, nó không khác gì một cái khối u ấy. Nó không khác gì một cái khối u đấy, nó như kiểu là mình như ngày xưa gọi là những cái mụn cơm, khi mà nó chưa mất chân nhá thì đấy, là nó lại mọc tiếp đấy, phải xử lý được triệt để cái chân, cái gốc của nó đi thì nó sẽ không mọc, nó sẽ không đùn ra nữa. Thôi, dù gì thì cũng xuống đây rồi, tôi cũng biết được cái phương án rồi. Thì lại tiếp tục, có thể là anh em vẫn cứ kêu gọi thôi, vẫn cứ gọi là đi kêu gọi giúp cho ông thôi các bạn. Mong là mong là một bác, một nhà hảo tâm nào đó, hoặc là cũng có thể là cộng đồng, cũng có thể là nhiều người
mỗi người một chút ít một chút thì sẽ gom được một khoản kinh phí đủ để cho ông có thể giúp được ông về cái kia, cái bớt đi được cái đau đớn. Thật sự là ông cũng kêu đau suốt các bạn, đau là đau ở cái khu vực đấy thôi, nó sẽ rất là nhức, đấy, nó sẽ cực kỳ khó chịu luôn. Nói thật sự như các bác cũng vậy thôi, nếu mà ai đã bị mụn cơm rồi hoặc là bị những cái mụn thịt nó mọc ra, nó còn không chảy nước chảy mủ gì thôi mà nó đã cực kỳ là khó chịu, lúc nào cũng chỉ muốn cấu muốn dứt nó đi thôi. Đấy, những cái nó thừa thãi trên cơ thể con người, những cái mà nó làm cho con người ta khó chịu là ai cũng vậy thôi. Một người bình thường cũng đã cảm thấy khó chịu rồi, huống chi là ông năm nay cũng đã có tuổi rồi, 60-70 tuổi, ngoài gần 70 tuổi rồi. Nên là anh em thôi, biết được cái hướng như là cái này cất cất đi nhá. Và anh về anh cũng nói chuyện với chị Say của em nhé, vì là bây giờ chị Say có thể là nói bằng tiếng phổ thông cũng không thể hiểu nữa đâu ạ. Còn anh Say thì anh là anh con bác, gọi là anh cậu của chị thì sẽ nhờ anh về giải thích dù. Còn nãy ông vào là các bác sĩ nói ông hiểu gì? Không hiểu đâu, không hiểu không mấy không đâu. Hiểu mấy đâu. Không hiểu mấy đâu. Cũng như trường hợp của cháu Trơ các bạn, khi mà xuống đây thì nhận được anh em xuống xuống dưới bệnh viện tỉnh này đi khám mất 2 lần đấy, tổng cộng cả gia đình nữa là 3 lần. Nhưng mà khi xuống thì ở đây họ vẫn chỉ là cấp thuốc thôi, cấp thuốc men. Nhưng mà cháu Trơ thì may mắn gặp được một em ở cũng là làm hành trình thiện nguyện. Em thì không làm YouTube đâu, em chỉ đi kêu gọi các nhà hảo tâm nhưng mà hỗ trợ về các cái bệnh nhi, thì cũng may mắn là được em hỗ trợ, kêu gọi thêm hỗ trợ là được hẳn một chuyến xe đưa về dưới bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám rồi thì xin thuốc. Nhưng mà thật sự là bệnh của Trơ nó cũng là cái bệnh khá là nặng. Và đợt vừa rồi đây thì may mắn được bà Hòa Bình đấy, giới thiệu cho một cái vị thuốc dân gian. Đấy, thuốc dân gian này các bác nhé, không liên quan gì đến vấn đề mà đi khám xét y học này. Và cái bài thuốc của bà thì cũng bà cũng nói rõ luôn là cháu của nhà bà đã bị y hệt như Trơ và đến giờ đã khỏi đến mấy chục năm rồi. Và bà giới thiệu 4 người thì cả 4 đều khỏi. Đấy, thì cái trường hợp đấy thì nó lại khác. Đấy, nó lại nhận được thêm sự trợ duyên từ bên ngoài chứ không phải là riêng gì trên kênh Hoa Đá Cao Nguyên. Còn trường hợp của ông thì chỉ duy nhất có cái khoản hỗ trợ của bác Nguyễn Việt Hoàng thôi. Nên là bây giờ thì cái kinh phí nó không đủ thì thôi anh em lại quay trở về thôi. Đợi khi nào mà nếu mà gặp được nhà hảo tâm nào có duyên đủ kinh phí thì lại tiếp tục hành trình các bạn. Còn nếu không thì sẽ trao lại khoản tiền cho gia đình. Và có lẽ là video này hôm nay là cũng thời lượng cũng chỉ thông báo được với các bác như vậy thôi. Và cũng thông báo với bác Hoàng là cháu Công thì cũng đã làm cái khoản kinh phí của bác giao, cái khoản kinh phí của bác hỗ trợ cho bố của chị Say thì hôm nay cháu Công mới có thể là làm được cái việc như thế này. Rất là mong là bác hết sức thông cảm. Và hôm nay thì cái kết quả thì cũng đã nói rõ như vậy rồi. Xin là cũng mong là mọi người xem và ủng hộ cho kênh để giúp được thêm nhiều người hơn. Và đặc biệt là đợt này giúp được cho ông có đủ cái kinh phí để xuống dưới bệnh viện tuyến trên để có thể là chữa triệt để hẳn. Và bây giờ thì cũng xin kính chào cô ba anh chị và tất cả mọi người. Hẹn gặp lại những video lần sau ạ. Xin chào.